Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam. Sau đây là những thông tin chính trong chương trình. Thưa quý vị, vừa qua Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Đoàn Kiểm tra số 5 đã về làm việc với Hội Khuyến học huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, thăm các mô hình công dân học tập tại xã này. Cụ thể, các đồng chí thường trực huyện ủy, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cùng dự. Trung ương hội và đoàn kiểm tra đến thăm một số mô hình công dân học tập, dòng họ học tập xã Vũ An, huyện Kiến Xương, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng. Đồng thời thăm và làm việc với Thường trực hội khuyến học tỉnh Thái Bình. Các đồng chí trong đoàn kiểm tra số 5 đều khẳng định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Thái Bình luôn là tốt dẫn đầu của cả nước. Mới đây tại Thái Bình, Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng, Cụm 3, tổ chức hội nghị giao ban và hội thảo Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên. Tại hội thảo xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên, các đại biểu đóng góp ý kiến, chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương trong việc củng cố, phát triển tổ chức hội, hội viên. Đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, đánh giá cao cách thức tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung chương trình hội nghị, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo chất lượng hiệu quả, nhất là hội thảo về công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Ủy ban Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình, cụm trưởng đã chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm hội khuyến học các tỉnh, thành phố trong cụm cần thực hiện và đề nghị Hội khuyến học cụm 3 thông tin chia sẻ kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội. Hội viên tại hội nghị giao ban lần sau. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam Busaco đã trao tặng quỹ khuyến học tỉnh Thái Bình số tiền 100 triệu đồng. 9 tháng đầu năm 2022, các cấp hội khuyến học tỉnh đã huy động được hơn 209 tỷ đồng, tổ chức khen thưởng và trao gần 223.000 suất học bổng có tổng trị giá hơn 112 tỷ đồng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội khuyến học tỉnh Thái Bình thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nên đã nâng cao vị thế, vai trò của các cấp hội góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thưa quý vị, vừa qua tại tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt và tiếp nhận tài trợ quỹ khuyến học khuyến tài Hùng Vương từ ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank 1 tỷ đồng. Tại buổi gặp mặt, quý khuyến học khuyến tài Hùng Vương đã vinh danh khen thưởng 3 tập thể, hai cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, được nhận giấy khen của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 40 thành viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 được tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tặng thưởng. Ngay tại sự kiện, đại diện Vietcombank đã trao tặng phần tài trợ trị giá 1 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học Khuyến tài Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Thông qua buổi lễ gặp mặt này, Vietcombank muốn tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của một ngân hàng phát triển bền vững vì cộng đồng, luôn tích cực đóng góp trong hành trình ươm mầm các tài năng trẻ, tạo nguồn nhân tài cho đất nước phát triển, hội nhập cùng quốc tế, thắp sáng ngọn lửa niềm tin cho các em nhỏ chưa may mắn, thắp sáng lửa cho những đam mê và truyền thống hiếu học của thế hệ trẻ Việt Nam. chương trình truyền hình khuyến học việt nam hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại